Ngày 4 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án chuyển bay giải cứu. Vụ án với các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan. Hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam cũng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Hai ông là hai quan chức cao nhất bị bắt trong vụ án chuyển bay giải cứu tính đến thời điểm này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Dũng đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách chuyển bay combo tham gia chiến dịch chuyển bay giải cứu. Cơ quan điều tra kết luận ông Dũng đã nhận hối lộ 21,5 tỷ của đại diện các doanh nghiệp khi hỗ trợ tạo điều kiện được cấp phép thực hiện chuyển bay combo. Ông Dũng được cơ quan điều tra đánh giá thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và đã nộp lại 2 tỷ khắc phục hậu quả. Ông Vũ Hồng Nam bị xác định có vai trò là đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Nam đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nhận hối lộ 60.000 đô la Mỹ và 450 triệu kết luận nêu. Tổng số tiền ông Nam bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng hàng chục cựu lãnh đạo cấp cục, phụ và cán bộ của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban đối ngoại Trung ương cũng bị đề nghị truy tố về những sai phạm liên quan phụ chuyến bay giải cứu. Trong đó có các ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chữ Xuân Dũng khi bị bắt là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Văn Tân khi bị bắt là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo kết luận, ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác của mình là trợ lý của ông Phạm Bình Minh, khi đó đang là phó thủ tướng, để nhận hối lộ và giúp một số công ty được phê duyệt chuyển bay tham gia, chuyển bay giải cứu. Cơ quan an ninh điều tra kết luận ông Linh đã nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Theo kết luận, vụ án chuyến bay giải cứu là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong bối cảnh tình hình COVID-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi vì mục đích cá nhân. Trước đó, cơ quan điều tra phong tỏa kê biên nhận tiền nộp khắc phục hậu quả trong vụ án chuyến bay giải cứu là 80 tỷ đồng. Người phát ngôn Bộ Công an từng cho biết có khoảng 2.000 chuyến bay đưa người Việt từ nước ngoài về trong các đợt COVID-19, có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng.